Mình từ diễn đàn Android.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn ứng dụng Android được nhiều người yêu thích và sử dụng thuộc chủ đề nhiếp ảnh. Đó chính là ứng dụng Camera Room. Khi sử dụng ứng dụng này, bạn sẽ được liệt kê, bạn sẽ được xem xét các quay các video clip với chất lượng hình ảnh tốt nhất. Để có thể sử dụng dễ dàng nhất, mình sẽ sử dụng các bạn như sau. Hướng dẫn các bạn như sau. Khi cài đặt xong ứng dụng, bạn sẽ nhìn thấy các chức năng rất tiện ích. Đó chính là chỉnh sửa, chụp ảnh, quay camera trước sau, có các cài đặt hỗ trợ bạn, có các chuyên mục hỗ trợ bạn như là điều chỉnh hiệu ứng hình ảnh, xem xét các hình ảnh được cài đặt sẵn, được chỉnh độ sáng tối, nét tập trung, độ phân giải hình ảnh, nhiệt độ. Sau khi đã cài đặt xong, bạn nhấn nút chụp ảnh. Lúc này sẽ có các công cụ hỗ trợ bạn như chia sẻ qua các mạng xã hội, xem chiếc ảnh. Phía trên này là nút tắt, nút xoay quay camera trước, nút hiệu ứng, tiếp đến có các điều chỉnh như là ghi âm lại âm thanh, bật chụp chế độ ánh sáng, điều chỉnh bằng tay camera hay là không cần chạm màn hình lưới, xoay ngang, điều chỉnh độ hướng, phần cài đặt dùng để lưu vị trí ảnh, chất lượng hình ảnh sao cho đẹp nhất, phần định vị GPS, sau khi chụp ảnh xong bạn sẽ xác định vị trí. Nếu bạn muốn xem ảnh của bạn, bạn vào thư mục hình ảnh. Mình hy vọng ứng dụng này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc chụp ảnh cũng như quay video clip. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các ứng dụng Android tiếp theo.